Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vương Nghị trắng tay sau chuyến công du châu Âu. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới kết thúc chuyến công du 8 ngày từ ngày 25 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9 tại 5 nước châu Âu là Ý, Na Uy, Hà Lan, Pháp và Đức. Truyền thông quốc tế đã đưa ra một nhận định là lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đã thất bại trong việc quyến rũ châu Âu trong chuyến đi này. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao của Trung Quốc kể từ ngày đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng lên tại Trung Quốc rồi lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng người đồng cấp tại Ý Mayo tại thủ đô Roma ngày 25 tháng 8 năm 2020. Ý được chọn là điểm dừng chân đầu tiên của ông Vương trong chuyến công du châu Âu lần này. Và cũng từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà thế giới đã có cơ hội để hiểu rõ bản chất của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Và đặc biệt là các nước phương Tây đã rất bất bình trước những gì mà người khổng lồ châu Á là Trung Quốc đã làm kể từ khi virus corona bắt đầu khởi phát tại nước này, cũng như việc thế giới phản đối việc chức trách Trung Quốc tranh thủ cơ hội để chứng tỏ tính ưu việt của mô hình cộng sản bằng việc tuyên truyền không đúng sự thật về tình hình tại các nước phương Tây hay theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang đầy lỗ mãng. Chuyến đi cũng được thực hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất kể từ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Hai cường quốc hàng đầu của thế giới đang đối đầu nhau trên tất cả các mặt trận, từ quân sự, kinh tế, ngoại giao, công nghệ đến văn hóa. Tất cả các hồ sơ vốn bị bế tắc từ nhiều năm qua đều trở nên nóng bỏng trong thời gian này, từ Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông, Tân Cương đến cuộc chiến ngoại giao ăn miếng trả miếng quyết liệt giữa hai nước, hay cuộc chiến 5G mà tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc Huawei đã trở thành con dê tế thần, hứng chịu trừng phạt của Mỹ và sự tẩy chay của hàng loạt quốc gia trong thời gian gần đây. Và trước khi ông Vương Nghị đặt chân tới châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã thực hiện một vòng công du tương tự với mục tiêu được giới quan sát đánh giá là tìm kiếm một liên minh chống Trung Quốc. Vì vậy mà chuyến đi của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mang nhiều trọng trách nặng nề cho quốc gia của mình. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Na Uy Ine Eriksen tại Oslo vào hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Chuyến công du châu Âu của Ngoại trưởng Vương Nghị có nhiệm vụ là làm sao giảm thiểu các thiệt hại hình ảnh của một nước Trung Quốc đang bị nghi ngờ về trách nhiệm trong việc xử lý khủng hoảng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bị lên án về việc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông hay về chính sách truy bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Một mục tiêu quan trọng hơn nữa của chuyến đi là hạn chế ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu, nói cách khác là Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn tránh việc lập trường cứng rắn của Mỹ vượt Đại Tây Dương lan qua châu Âu. Trung Quốc còn xem chuyến đi châu Âu lần này là cơ hội để cổ vũ cho chủ nghĩa đa phương nhằm thúc đẩy kinh tế thế giới, chống lại xu hướng đơn phương mà nước Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi suốt nhiệm kỳ vừa qua. Các cuộc gặp trong chuyến công du của ông Vương Nghị cũng là dịp để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo châu Âu và ông Tập Cận Bình vào giữa tháng 9, xoay quanh một hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu và cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới là Trung Quốc. Thế nhưng khi mà chuyến đi của ông Vương Nghị mới bắt đầu thì đã thấy một thất bại hiển nhiên trước mắt. Đó là chuyến thăm Đài Bắc của một quan chức Cộng hòa Séc đánh dấu sự bất lực của Trung Quốc tại Trung Âu. Đây là hình ảnh Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos đọc diễn văn tại Nghị viện Đài Loan vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Chủ tịch Thượng viện Séc ông Milos đã thăm Đài Loan 6 ngày từ ngày 30 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 9, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Séc Milos và Thủ tướng Andre, những nhà lãnh đạo nổi tiếng thân Nga và Trung Quốc của nước này. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong lúc đang công du châu Âu đã đe dọa ông Vitrich sẽ phải trả giá đắt. Ông Vương Nghị tuyên bố Cộng hòa Séc sẽ phải có những đòn trả đũa dữ dội từ phía Bắc Kinh vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Thế nhưng, thái độ ngạo mạn của đại diện ngành ngoại giao Trung Quốc với Cộng hòa Séc đã nhận được phản ứng bất ngờ từ chính quốc gia châu Âu nổi tiếng có thái độ mềm mỏng với Trung Quốc, đó là Đức. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã trực tiếp đáp trả người đồng nhiệm Trung Quốc rằng: "Chúng tôi, người châu Âu, luôn hành động trong sự hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi luôn dành cho các đối tác sự tôn trọng và chúng tôi cũng chờ đợi họ làm điều tương tự." Và ông Heiko Maas kết luận như sau: "Những lời đe dọa như vậy không có chỗ ở đây." Trước nay, trong các vấn đề quan hệ với Trung Quốc, nước Đức luôn ưu tiên phát triển giao thương mà đặt nhẹ các vấn đề về nhân quyền, với hy vọng là qua đó có thể thúc đẩy Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường thương mại cũng như chính trị. Thế nhưng, chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và việc gia tăng bóp chẹt Hồng Kông hay những nỗ lực phá hoại sự
đoàn kết của Liên minh châu Âu trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán vừa qua đã khiến cho nước Đức nghĩ rằng chiến lược của mình không hiệu quả, thậm chí còn đẩy chủ quyền kinh tế về chính trị của Đức vào vòng nguy hiểm. Cuộc gặp giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao của Đức và Trung Quốc đã cho thấy cường quốc hàng đầu của Liên minh châu Âu và hiện là chủ tịch luân phiên của khối này trong năm 2020 đã giảm mạnh sự thân thiện với cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới đến từ châu Á, đó là Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng nhiệm Đức Heiko Maas trong một họp báo tại Berlin vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Động thái ve vãn của ông Vương Nghị đã liên tiếp bị đại diện từ Đức gạt đi một cách phũ phàng. Thái độ nghi kỵ của Berlin đối với Bắc Kinh đã được Ngoại trưởng Đức thể hiện trong một hồ sơ mà Bắc Kinh rất mong muốn thúc đẩy là ký kết một thỏa thuận bảo vệ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Với một thái độ đầy lạc quan được ông Vương Nghị phô trương về triển vọng Liên minh châu Âu và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về bảo hộ đầu tư vào cuối năm thì bị Ngoại trưởng Đức dội một gáo nước lạnh khi nhấn mạnh rằng hai bên còn cần phải xích lại gần nhau hơn nữa. Tại Đức, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã nhắc lại một quan điểm chống Mỹ và bày tỏ mong muốn về một quan hệ tốt hơn, ổn định hơn và chín chắn hơn với Liên minh châu Âu, cũng như việc tăng cường hợp tác song phương giữa Đức và Trung Quốc. Trên vấn đề này, ông Heiko Maas, Ngoại trưởng Đức cũng không ngần ngại trả lời rằng Liên minh châu Âu sẽ không cho phép mình trở thành món đồ chơi trong cuộc tranh đua đại cường quốc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Gợi lại vấn đề về tập đoàn Trung Quốc Huawei tham gia vào hệ thống 5G tại Đức vốn vẫn chưa được quyết định dứt khoát, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh rằng châu Âu không nên lệ thuộc vào cả phía Tây cũng như phía Đông. Ngoài lời lên án Trung Quốc đe dọa chính khách của Cộng hòa Séc dẫn đầu phái đoàn đến Đài Loan, Ngoại trưởng Heiko Maas của Đức còn thúc giục Trung Quốc phải thay đổi cách đối xử đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và cho rằng sẽ rất hoan nghênh nếu Trung Quốc cho quan sát viên Liên Hợp Quốc đến các trại ở vùng tự trị này, các trại mà Bắc Kinh gọi là huấn nghệ nhưng đã bị cộng đồng quốc tế coi là trại giam. Và không chỉ tại Đức, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu ở các nước quốc gia khác nhau, hồ sơ Hồng Kông và Tân Cương cũng được giới lãnh đạo phương Tây thẳng thắn đề cập đến trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng thống Pháp Macron tại Paris vào hôm 28 tháng 8 năm 2020. Tại Ý, nước G7 duy nhất đã đồng ý tham gia sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Ngoại trưởng Luigi Maio, một người được biết đến là rất có thiện cảm với Bắc Kinh, đã mô tả một cuộc gặp như rất có kết quả và nêu ý định khởi động lại công cuộc đối tác chiến lược và kinh tế với Trung Quốc. Thế nhưng, ông cũng nói thêm là các vấn đề về tự trị, tự do và các quyền của người Hồng Kông phải được tôn trọng. Các quan ngại về nhân quyền đã bám theo ông Vương Nghị đến Hà Lan, nơi Ngoại trưởng Steve Bloch cũng nêu vấn đề về Hồng Kông và chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương. Tại Pháp, mặc dù được cả nguyên thủ đón tiếp nồng nhiệt, nhưng Ngoại trưởng Pháp Jean Yves, Tổng thống Pháp Macron đều nêu lên vấn đề Hồng Kông và Tân Cương với ông Vương Nghị. Biết chắc không thể thuyết phục được châu Âu về hai hồ sơ nhạy cảm này, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc chỉ biết sử dụng lập luận đối phó thường thấy, đó là khẳng định đây là vấn đề an ninh và công việc nội bộ của Trung Quốc. Trong nỗ lực níu kéo châu Âu lại gần, ngay sau chuyến thăm của ông Vương Nghị tuần này, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Trung Quốc cũng đã lên đường sang thăm Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vương Nghị trắng tay sau chuyến công du châu Âu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.